Loa tép hay cháy là quá khứ, cho là xưa giờ ai phải cháy nữa. Tép tụ cản treo lủng lẳng bằng ngón tay mới cháy thôi các bạn nhá. Chứ còn đây là loa tép chống cháy 100% chống cháy tốt nhất thế giới. Cặp này 1 triệu trang bị chống cháy. Anh em nhìn này, nó đẳng cấp gấp 200 lần so với tép tụ cản treo lủng lẳng bằng ngón tay các bạn nhá. Tại sao anh em lại sợ cháy tép như vậy? Đó, đấy là do anh em tham rẻ, mua các loại tép rẻ tiền 100-200k hoặc là tép tụ cản treo lủng lẳng nó mới cháy thôi. Chứ còn chúng tôi là loa tép chống cháy tốt nhất thế giới. Giá thấp nhất của chúng tôi là 500.000 một đôi. Còn cái loại mình cầm trên tay đây là 1 triệu một đôi. Loa này có hai cấp độ siêu tép tép. Rất nhiều anh em cứ hỏi là loa này có đảm bảo chống cháy thật hay không, hát có cháy không, đẩy có cháy không, mở to có cháy không. Sở dĩ anh em là hỏi loạn xạ về cháy tép và sợ cháy tép như vậy là do anh em tham rẻ, mua cái tép rẻ tiền nó mới cháy các bạn nhá. Hoặc là tép tụ cản chưa lủng lẳng nó mới cháy thôi. Còn loa của chúng tôi là loa đắt tiền. 1 triệu một đôi. Loại thấp nhất là 500 nghìn. Còn cái loại này là 600 nghìn một đôi. Cháy là quá khứ như là xưa rồi, giờ ai hỏi cháy nữa. Tép tụ cản chưa lủng lẳng mới cháy thôi. Nhiều anh em lại cái chỗ chuẩn anh em lại không tin, để chỗ lừa là lại tin. Đến lúc nó cháy nó xịt cho thì lại hỏi loạn xạ lên là loa này có thật vậy không, anh mua trên mạng mấy đôi về toàn cháy. Nguyên nhân đấy là do anh em không biết chỗ chuẩn mà anh em mua. Nhiều anh em có tiền nhưng không biết chỗ mà mua, mua ở chỗ lừa đảo nó mới cháy thôi các bạn nhé. Loa này có thực sự chống cháy thật vậy hay không, có thật vậy không, có đảm bảo chống cháy thật hay không, anh mua trên mạng mấy đôi về toàn cháy, không biết chỗ này có chuẩn không hay là mới hôm lại thuê bao. Anh mua trên mạng mấy đôi về toàn cháy, gọi thì không được. Đấy là do anh em thôi. Nhiều anh em có tiền nhưng không biết chỗ chuẩn mà anh em mua, nó khổ thế. Nói chung là dân Việt Nam còn khổ dài dài. Anh em không biết phân biệt hàng nào chuẩn, hàng nào xịn, đến lúc nó lừa cho vài lần thì anh em lại bảo là loa này có đảm bảo chống cháy thật hay không, có thật sự vậy không, khổ. Hát có cháy không, làm gì có loa tép chống cháy, nó khổ. Chúng tôi đã nâng cấp thương hiệu thành loa tép chống cháy tốt nhất thế giới các bạn nha. Đây là mẫu chuẩn xịn 1 triệu một đôi, chống cháy tốt nhất thế giới, dù hay hỏi cháy đó. Loại này thì dùng cho các loại cục đẩy âm ly đều được, loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm các loại nha. Bát 20 đến bát 50, còn đây là cặp 450 chống cháy 100%. Loa tép chống cháy nó phải như thế này chứ không phải là cái loại tụ cản treo lủng lẳng rẻ tiền 100-200k đâu. Đấy nha, loại này là 1 triệu một đôi. Đây, cũng có màu đen. Cháy là quá khứ rồi, là xưa rồi, giờ ai hỏi cháy nữa. Còn đây là mẫu tép 1 triệu cũng sắt đời đầu đời 2019. Và tép hay cháy là quá khứ rồi các bạn nha. Chống cháy tốt nhất thế giới, và tép chống cháy nó phải như thế này chứ không phải là tép tụ cản treo lủng lẳng bằng ngón tay đâu. Anh em phải biết phân biệt như thế. Mua hàng rẻ cho lắm vào cuối cùng nó cháy nó xịt cho thì lại hỏi loạn lên. Đây, và tép chống cháy nó phải như thế này. Được chưa? À. Ok.